Ok, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn nhỏ rút tiền cái đồng tốc cần Win Test, tất cả các bạn, là cái tốc cần Win nha tất cả các bạn. Rồi đầu tiên các bạn cập nhật, các bạn vào ví chút qua lịch cập nhật vào ví Win nha các bạn. Các bạn nào không biết cập nhật thì các bạn bấm vào, bấm cập nhật vào Win, tôi cần Win nha các bạn, cập nhật ECM mình. Những video trước mình có hướng dẫn cho các bạn rồi đó. Rồi. Rồi các bạn sao chép nữa các bạn. Mình rút sớm mà sao giờ chưa về nữa. Nó nãy giờ, hiện giờ tóc cần mình đang bị đóng băng. Không biết nào thanh toán. Rồi các bạn nhấp vào 3 chỗ bạch nha các bạn. 3 chỗ bạch chỗ này nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào chữ My Wallet nè. Rồi các bạn bấm vào nút Win tôi cần nha các bạn. Rồi một deposit là một nạp rút, là một nạp, còn một withdraw là một rút nè các bạn. Các bạn bấm withdraw nha các bạn. Các bạn chờ mình chút nha các bạn. Rồi đầu tiên sau khi các bạn có số dư thì hiện số dư ở đây nha các bạn. Rồi các bạn bắt cái địa chỉ, cái địa chỉ này mà các bạn copy nha các bạn, địa chỉ các bạn. Các bạn bắt vào các bạn. Rồi các bạn bấm vào số lượng win nha các bạn. Số lượng win các bạn muốn rút nhiều á. Rồi các bạn bấm vào tôi không phải là người máu. Rồi các bạn bấm vào withdraw là xong nha các bạn. Rồi mình sẽ gửi đến các bạn một dự án mới nha các bạn. Hiện tại cái website này có CUR này có chương trình airdrop tặng cho các bạn từ 150 tốc cần hoặc đến 200 tốc cần CUR nha các bạn. Đầu tiên mình hướng dẫn các bạn đăng ký và nhận phi 200 tốc cần CUR nha các bạn. Giá hiện tại của nó là một tốc cần CUR bằng 1 đô gì đó. Rồi đầu tiên các bạn username là cái tên, username là tên, username là họ nha các bạn, username là cái tên đăng nhập. Các bạn ghi liền không giống nha các bạn. Rồi đây là thành phố, còn đây là email. Rồi các bạn chọn quốc gia Việt Nam. Password. Số điện thoại này các bạn ghi 84 bỏ không đồng nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào tôi chấp nhận. Rồi các bạn, tôi không phải là người máy. Rồi bấm ghi cái tên nha các bạn. Rồi gửi về các bạn cái mail các bạn login vào nha các bạn. Vì mình đã có tài khoản rồi mình login nha các bạn. Sau khi các bạn đăng ký xong, các bạn vào một wallet này các bạn. Mình sẽ giúp nha. Mình đã nhận được 200 CRU boy nha tất cả các bạn. Dự án này, con này rất là tiềm năng các bạn. Khi nào KC và con này cho ấy thì mình sẽ làm cái video hướng dẫn các bạn rút tiền nha các bạn. Ba lăn đem vô nộp ba lăn thứ. Thôi mai mình đứng máy rồi các bạn, gì video mình đến đây kết thúc các bạn. Mọi thông tin ngon về tốc cần này mình sẽ làm clip sau để thông báo đến các bạn nha các bạn. Các bạn nhớ like và subscribe ủng hộ mình cái. Mình cảm ơn tất cả các bạn thật là nhiều các bạn.